Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Chương 1, từ câu 29 đến câu 39. Khi ấy, Đức Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ nhiều quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu hiện thân như một vị bác sĩ. Nhưng vị bác sĩ này rất khác người. Chữa bệnh không cần thuốc men, nhưng bằng uy quyền của Thiên Chúa. Người làm việc không biết mệt mỏi, liên tục chữa lành các loại bệnh cho nhiều bệnh nhân. Bệnh nhẹ cảm sốt như bà nhạc gia Simon, đến những bệnh nhân nặng do bị quỷ ám. Ơn cứu độ của Chúa không chỉ cứu độ về phần tâm linh, nhưng Chúa còn chữa bệnh nơi thể xác hữu hình, để bệnh nhân lấy lại sức khỏe, tiếp tục cuộc sống đời thường. Chúa Giêsu nhìn thấy họ đau đớn khổ sở về thân xác, người động lòng thương, cảm thông và đã đem sự an lành cho họ về mặt thể xác. Chúa Giêsu đi vào giữa lòng biển khổ của nhân loại. Người chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, dù ngày đã xế chiều, mặt trời đã lặn xuống. Sứ mệnh cứu độ của Chúa Giêsu là giải thoát con người khỏi mọi đau khổ. Bên cạnh đó, Ngài còn giải thoát con người khỏi tội lỗi, để nối lại mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Vì thế, mặc dù sau một ngày bận bịu mệt mỏi, nhưng ngay từ sáng sớm, Chúa Giêsu đã thức dậy, đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Người kết hiệp trọn vẹn với Chúa Cha trong khi vẫn sống hết mình cho con người. Lẽ sống của Chúa Giêsu là kết hiệp với Chúa Cha và thực thi ý định của Ngài. Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người trong chúng ta đã nhận được những ơn phần hồn phần xác. Thế nhưng, đã thể hiện lòng biết ơn Chúa đến chừng nào rồi? Một bó hoa, một bao nến đặt trên bàn thờ chưa đủ. Hãy dấn thân phục vụ Chúa, giáo hội và người nghèo để tạ ơn Chúa. Đó là việc làm thiết thực nhất mà mọi người cần phải thực thi trong cuộc sống hằng ngày để tỏ lòng biết ơn Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta có những giờ phút thuận lợi để bắt đầu một ngày sống tốt đẹp hơn. Xin cho chúng ta biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện. Nhờ đó, chúng ta có thể chu toàn thánh ý Chúa và phục vụ tha nhân một cách hữu hiệu hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa
qua từng biến cố của cuộc đời, nhất là những lần Chúa đã chạm vào con, chữa lành con, để con sống tốt và yêu mến Chúa nhiều hơn, đồng thời cũng biết gửi trao tình yêu thương đó đến với những người nghèo khổ, bất hạnh trong xã hội hôm nay. Amen.